Chiều nay 18 tháng 5, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam và các cơ quan chức năng Thái Lan đã phối hợp thực hiện chuyến bay chở 300 công dân Việt Nam từ Thái Lan về nước, hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Nội Bài vào chiều hôm nay. Đây là những công dân có hoàn cảnh khó khăn bị kẹt lại tại Thái Lan do dịch bệnh. Chuyến bay được thực hiện trong hoàn cảnh Thái Lan vẫn chưa cho phép mở đường lại các đường bay quốc tế, cũng như nước này vẫn đang trong tình trạng giới nghiêm. Chuyến bay được đảm bảo chặt chẽ về an ninh, an toàn, các quy định về phòng chống dịch bệnh và vệ sinh dịch tễ. Sau khi hạ cánh, những người tham gia chuyến bay đều đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.